Câu chuyện trí huệ Phật giáo. Thiên thủ Thiên Nhãn, Quán Thế Âm Bồ Tát. Truyền thuyết kể rằng, vào thời xa xưa, có một vị quốc vương tên là Diệu Trang. Ông ấy có ba người con gái, đều tới tuổi xuất giá. Người con gái lớn tên là Diệu Nhân và người con gái thứ hai tên là Diệu Duyên, đều thuận theo phụ thân đã an bài mà xuất giá. Còn sót lại người con gái thứ ba tên là Diệu Thiện. Cho dù cha bảo thế nào, cô ấy cũng không chịu xuất giá. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con xem hai chị gái của con bây giờ hạnh phúc ra sao rồi. Thưa cha, con không muốn xuất giá, con chỉ muốn xuất gia thôi. Cái gì? Con muốn xuất gia? Con là công chúa, xuất gia làm ni cô sẽ làm cho bá tánh bàn tán. Bổn vương không đồng ý. Hài nhi tâm ý đã quyết, xin phụ vương thành toàn. Này, nếu như con khăng khăng xuất gia thì không còn là hài nhi của ta nữa, sau này không được ở hoàng cung nữa. Xin phụ vương tha thứ cho hài nhi không thể tận hiếu. Hài nhi sẽ thành tâm tu hành để cầu tu hành chánh quả, tương lai sẽ giúp được phụ vương thoát ly nổi lục đạo luân hồi. Đứa con này hay. Sau này vua Diệu Trang sanh trọng bệnh, không có thuốc chữa. Đại dương, bệnh này của ngài có thể trị được. Đại sư mau nói xem nào, bệnh của bổn vương làm sao mà trị khỏi được? Việc này đại sư cứ nói đừng ngại. Phương pháp này chính là dùng tay và mắt người thân của đại dương để làm thuốc thì mới có thể trị hết bệnh của ngài được. Việc này thật là quá tàn nhẫn. Việc này liên quan đến sanh tử đại sư của đại dương, hay là mời đại công chúa và những công chúa hỏi ý kiến của họ xem thử như thế nào. Được, truyền hỏi vào cung. Phượng Dương, hài nhi không có mắt, sau này làm sao gặp gia báo hiếu được? Còn con thì vừa mới mang thai, không có tay thì làm sao nuôi dưỡng con cái đây? Xin phụ vương khai ân, thứ lỗi cho chúng con. Được rồi, các con lui xuống đi. Tạ ơn phụ vương. Đại sư, ngoài cách này ra không còn cách nào khác sao? Còn có một cách nữa, nhưng mà phải gặp được dẫn may. Đại sư mau nói. Tại Hương Sơn có một vị tiên trưởng chuyên cứu độ chúng sanh. Nếu như mà có thể tìm được vị ấy, được vị ấy độ giúp, hỏa may vẫn còn có cơ hội. Đại trường, tiên trưởng ở trên núi Hương Sơn này, bần tăng không thể đi tới cùng ngài lên đó được. Nếu như mà gặp nguy hiểm, ngài hãy bắn mũi tên này ra báo hiệu, chúng tôi sẽ lập tức đến tiếp ứng với ngài. Người là tiên trưởng của Hương Sơn phải không? Hài nhi thật bất hiếu, để phụ thân phải chịu khổ. Con là Diệu Thiện à, con làm sao ở đây? Sau khi hài nhi rời khỏi hoàng cung thì ở đây tu hành luôn. Trên bàn cung phụng của con chính là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. Dân thưa đại dương, Thiên Nhãn đại biểu cho trí tuệ thấu triệt tất cả vạn pháp, Thiên Thủ đại diện cho vô số phương tiện chúng sanh lợi chúng, bảo vệ chúng sanh pháp lực vô biên. Thiên Thủ Thiên Nhãn là dùng thủ pháp hình tưởng mà hiển hóa để miêu tả sự đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ra là như vậy. Phụ dương, sao cha lại đến đây? Việc này bổn vương chỉ là đến ngao du sơn thủy, gặp được con cha thấy rất là vui mừng. Bây giờ cha phải về thôi. Phụ vương, xin cha đừng giấu con. Sự tình không giấu gì con, bổn vương đã mắc phải một căn bệnh nguy kịch, lần này đến Hương Sơn là để nhờ tiên nhân Hương Sơn trị khỏi bệnh. Vậy làm sao mới có thể trị khỏi bệnh cho cha đây? Việc này không nên nhắc đến nữa. Xin cha hãy cho con biết. Cần mắt và tay của người thân để làm thuốc, bổn vương đã để con chịu thiệt thòi. Giờ không thể để con vì bổn vương mà phải hy sinh như vậy nữa. Tâm ý của phụ vương hài nhi đã rõ rồi. Xin mời phụ vương hãy ở lại đây tá túc một đêm, sáng mai hãy đi nha. Phụ vương, phụ vương. Diệu Thiện, con. Phụ vương, mời cha uống thuốc.
xin trời xót thương, xin ngài giúp cho con gái của con có tay và mắt trở lại, con tình nguyện giảm tuổi thọ. Từ đó vua Diệu Trang đã xây dựng một ngôi chùa tại Hương Sơn cho bá tánh, chuyên cung phụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm, tán dương sự mỹ đức từ bi và nhân hiếu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật.
phật.